Em tên gì, em tên chi, cho em biết quý danh em gì. Ăn lò, ăn lò đi. Rồi đó mình giật lỗ mình dơ. Bỏ lỗ bóng để ngoài cho nó thấy. Bữa nay hạnh sống để bên đây. Bên đây trống rồi sao để bên đây. Cũng treo đây nè, nó cũng treo. Ngộ, đòi mặt tiền. Bữa nay bác chưa chưa. Bác chạy ra vườn khỏe nè. Chi cho em biết quý nhân danh em là gì, em ăn gì lồn, em ăn đi, em ăn cho nó hết cái lồn rồi nè. Giao đi cô ơi, cô ăn lồn thì ăn đi. Trời ơi, cô thằng ơi, thằng cái lồn cô dưới thằng ơi, trời ơi ăn nhiều không mà bụng bự, ăn 7 cái 7 điên đó. Ăn biết bụng bự chứ hả? Ăn hoài, ăn cà nát, cà nát, cà nát. Ngon ha. Lấy cái mông vô. Lấy cái mông vô, đưa cái lồn cho ngoài. Cái mông mày còn xài không anh ơi? Anh ơi, cái mông mày để ngoài cái lồn đi. Ủa còn, chờ chờ ê nữa, đi đủ để kìa, bỏ cứ. Rồi đi. Không có không đâu, ta mày lặt mày ăn hay ta ăn? Ta nghĩ ăn rồi. Nghĩ ăn ăn có. Cái này mà quất làm sao mà nó méo vậy? Ở trời ơi sao kỳ vậy? Nó cắn rồi nó đổ. Cắn đâu? Nghe nó gõ gì ra nghe cái bùm bữa đó. Hôm qua đó hả? Ừ. Quần nó chập, quần xì áo ngực, quần xà lông, quần xà ten đi. Ôi trời ơi. Giao gì nguyên chồng với trời. Quần gì? Ai ăn quần xì? Ủa trời ơi, cho con cha bà bỏ ra ngoài. Con của bà nó chết cái đó kìa, cái máy tính bảng hồi nãy. Sao không lụm lên đi? Quần xì nó có vú gì ta? Đúng không con? Lụm cho gì cho chắc nội bà chơi bà kem. Lụm được không? Lụm. Thấy kỳ không? Đứng dậy nhanh lên. Để xuống cho người ta thấy, để thôi tuốt mỹ trên này sao người ta thấy người ta mua. Banh banh da. Gắn chủ nhà già cho ha, từ lừa chưa đó cho ha. Bán gỗ thì để xích ra ngoài, người ta thấy người ta mua dùng cục là ai đâu thấy được mà mua. Đụng cái lồn á. Bán mà không thấy sao mà mua. Ở đây là nó đụng tao, tao đụng nó rồi xong hả? Xong chưa? Xong rồi. Kéo quần lên. Kéo đi. Kéo chưa? Tư hộp để vô dầm dầm miếng ớt. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Kéo quần lên, kéo quần lên, kéo quần lên. Sao? Sao? Ai mà mua đi đĩa ơi, nhà trăm ngàn đi đĩa ơi. Hôm qua đâu có góp con ấy chứ. Vậy hả? Ừ, hôm qua trả tiền gỗ đó. Bữa nay là về góp nè, thiếu tiền gỗ nhiều. Rồi. Bữa 100 hoặc 2 bữa con ta. Bữa nay không có chứa, không có trả tiền gỗ đi góp. Trả tạm không nhìn kìa chị ơi. Ông đó không đủ người ta. Dạ hả? Không. Ông là... là anh vợ của thằng em thôi. Anh ruột. Anh gì? Anh ruột của họ. Đúng. Họ cũng cho bán vô lan đó nha. Thằng này bán vô lan, bà ẩn vô lan lại hoài, ta ế chắc. Đi qua bên kia đi. Tao đứng ế tô lan mà bài ra, đi bên kia mà bán đi. Đi qua bên kia đi. Gặt đầu mà cứ ngồi đó hoài. Gặt đầu mà bà lắm. Bà chặn đầu rồi đó, thằng kia chặn hết lần rồi đây chặn cái nữa. Ôi, không có cho ngồi đó nha. Có đâu ngồi rồi. Để đây nè, chỗ con ta ngồi, nãy giờ cũng biết lại đây bán đâu có bán gì.
vậy được. Ừ, thì đó, ở đây người ta có bán hay sao bán? Thấy người ta không bán thì mình bán được. Người ta bán là bán gì 2 triệu. Ê, gạt đầu chứ không hốt vô. Em hả? Em tên em gì vậy? Em lì quá đi. Hốt kìa. Bịch kia với bịch nọ, hiểu không? Chị hiểu đồ không? Chị hiểu rồi Phương ơi, bịch chuối với bịch kia với bịch nọ. Nè bịch phòng nè. Có bao nhiêu tiền này? Đủ. 4 bịch đi cho đủ 4 thứ luôn. Có, ở đâu có lấy phòng hả? Lấy 3 bịch cho chị đó hả? Ờ bà nó có cho tiền. Chị bệnh gì? Chị bệnh vú. Cái ăn sâu uống chị bệnh gì? Ờ bệnh vú á. Ờ thiệt, đúng rồi. Uống cho vú hết gì? Nó teo lòn rồi. Rồi nó mấy đứa đó mình ấy đó bệnh gì nó cũng đem cây đó về cho tôi đó, gửi về không? Ở bên gì? Chị Phú. Cái cây đó trên miên rồi đó nghe. Cây ăn sâu ở trên miên. Ăn sâu à? Ờ. Ở bệnh cái người ta chặt tôi con người ta gửi đem cho bà má nó uống rồi cho tôi uống nữa rồi cho tụi lưu uống mừng hết sức rồi ơi giờ yếu nó teo mừng quá mừng quá mỗi lần nó đau không chị? À, đau nghe căng cái chú lên tôi nói cực là tôi nói rồi mà tôi bởi tôi giỡn hoài chỗ qua nghe tôi nói rồi chắc chết vậy chứ không có sống nổi làm gì mà cái dưới mình nó căng nó hơi bóng bóng luôn hoài đụng vô đau không có đụng vô vú được tôi nói bà tôi không mặc áo ngực được luôn cái sao mà tự nhiên cái uống thuốc bắc của bà đó đó cái sẹp sẹp tới nay cái tôi mặc áo ngực rồi đi đám rồi mặc áo ngực được chứ thôi dễ đi đám nó mặc áo ngực còn mà kệ buôn bán mặc vô là nó đau tôi buôn bán có dám mặc đâu nè khi đi chơi chiều đi chút ra đường gì đó phải mặc để người ta nói chứ tôi ít có mặc lắm bác sĩ cũng kêu tôi ít có mặc ê, kìa, hạnh. Ủa? Hạnh đâu? Ê, che bên